Xin chào quý vị các bạn, và như vậy là Honda Racing Việt Nam vừa trở thành đội đua đầu tiên tới từ Việt Nam tham dự vào giải đua dã chiến Suzuka JP 250 4 Hour Endurance Road Racing 2019. Mặc dù đây mới là lần đầu tiên tham dự giải, nhưng đại diện tới từ Việt Nam đã cho thấy một ngày thi đấu ấn tượng với những cảm xúc mãnh liệt. Như hình ảnh mà các bạn đang theo dõi được ghi hình tại trường đua Suzuka Circuit, nơi đây được đánh giá là trường đua phức tạp và gây nhiều khó khăn nhất cho các tay đua, với tổng chiều dài đường đua 5.807m và 18 khúc cua với những góc cua thấp, gắt và có độ dốc cao. Như vậy là các bạn có thể thấy rằng luật thi đấu này nhằm tạo ra một cuộc đua về sức chịu đựng của các tay đua, sự bền bỉ của những chiếc xe và khả năng tính toán chiến thuật của mỗi đội. Đội đua Honda Racing Việt Nam đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho trận đấu từ cách đây một tháng. Tuy vậy, chấn thương của tay đua Lê Khánh Lộc tại chặng 3 ARRC đã khiến đội phải thay đổi nhân sự. Tay đua Nguyễn Vũ Thành thay thế chạy cặp với tay đua Cao Việt Nam. Đây được xem là một thử thách lớn đối với Thành và cả đội đua, vì đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Vũ Thành thi đấu với thể loại xe Sport 250cc. Dạ, tại lần đầu tiên đến với trường đua Suzuka này tại Nhật Bản thì thấy nó rất là bồi hồi, nhiều cảm xúc. Từ lúc mà em tập vợt vết tít thì có một sự cố nhỏ. Tại vì đây là lần đầu tiên em tới với Suzuka thì em cũng chưa biết được những góc cua nó như thế nào. Chiếc xe CBR 250 này em cũng là lần đầu tiên em mới leo lên chạy. Rất là hồi hộp, rất là lo sợ là mình không có chạy được. Một chiến lược táo bạo của Honda Racing Việt Nam khi để gã điên Cao Việt Nam chạy 3 tiếng, Nguyễn Vũ Thành sẽ chạy 1 tiếng chia làm 2 lần xen kẽ với Cao Việt Nam. Điều này đủ cho thấy rằng sự tin tưởng của toàn đội dành cho gã điên khi anh đang ở trong những ngày tháng thăng hoa nhất của sự nghiệp. Tại ngày đua phân hạng, gã điên đã mau chóng thể hiện được sự tự tin và bản lĩnh thi đấu của mình với kết quả thứ 4/46. Tuy nhiên ở phần chạy sau, do tay đua Nguyễn Vũ Thành vẫn chưa bắt kịp được với chiếc xe Honda CBR 250RR, trong khi kết quả sẽ được tính trung bình dựa trên kết quả của hai tay đua, nên Honda Racing Việt Nam chỉ có thể xuất phát ở vị trí 23/46 tay đua. Còn bây giờ, mời quý vị các bạn đến với những diễn biến chính của cuộc đua. Khác với buổi chạy phân hạng, thì ngày thi đấu chính thức với thời tiết âm u kèm gió mạnh, quang cảnh trường đua Suzuka lúc này thực sự giống một khuôn hình điện ảnh chứa đầy sự thinh lặng và lo lắng. Một tiếng còi hú vang lên báo hiệu xuất phát đã phá tan bầu không khí đó. Tay đua Cao Việt Nam của chúng ta nhanh chóng lao đến xe và tăng tốc để chiếm lấy vị trí trong top 5. Anh luôn giữ được sự bám đuổi top 3 tay đua đầu tiên tại những vòng kế tiếp. Sau 25 vòng đấu với vị trí thứ 8, đội đã quyết định gọi anh vào nghỉ dưỡng sức để Nguyễn Vũ Thành thay thế. Sau 30 phút nỗ lực của Nguyễn Vũ Thành, đội quyết định đưa gã điên quay trở lại thi đấu, và đúng như niềm mong mỏi của cả đội, anh lại tiếp tục gây ấn tượng trở lại với những pha vào cua ở tốc độ cao. Trận đấu diễn ra được hơn nửa thời gian thì trời đổ mưa lớn. Đội nhanh chóng được quyết định gọi Cao Việt Nam vào thay lốp sớm hơn. Khi trận đấu chỉ còn 30 phút, tay đua Cao Việt Nam của chúng ta là tay đua không phải người Nhật Bản duy nhất còn thi đấu trên sân. Nhưng cơn ác mộng đã ập đến với gã điền vào 20 phút cuối trận. Anh đã bị trượt ngã lần thứ nhất, lần thứ hai. Tại khúc cua số 6 của Suzuka cùng thời tiết mưa nặng hạt đã khiến anh trượt ngã lần 3. Lần này thì khác, cả chiếc xe và gã điền đều văng lên không trung. Tuy vậy, may mắn vẫn mỉm cười, gã điền của chúng ta không bị chấn thương. Anh bật dậy, dồn hết sức chạy nhanh lại chiếc xe và tiếp tục chạy về pit để xử lý. Thì sau 3 lần ngã thì chiếc xe đã hư rất là nặng, nên tôi buộc phải trở lại pit để sửa xe thêm một lần nữa. Sau khi sửa xe thêm một lần nữa và tôi vẫn cố gắng để tiếp tục cuộc đua và kết thúc ở vị trí thứ 52. Nhưng không sao, đây cũng là lần đầu tiên được đua dưới mưa. Thì hy vọng sẽ có được thêm nhiều kinh nghiệm để tham gia các chặng đua dưới mưa khác. Và cảm ơn tất cả mọi người luôn luôn hỗ trợ và ủng hộ đội đua. Và như vậy, lần trao giải của Honda Racing Việt Nam đã khép lại với những cảm xúc tột bậc và sự luyến tiếc. Tuy nhiên, đây là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới và những pha trượt ngã luôn là một phần không thể thiếu của cuộc đua. Việc Honda Racing Việt Nam hoàn thành 4 tiếng thi đấu và hai tay đua không bị chấn thương đã là một thành công. Vào cuối tháng này, Honda Racing Việt Nam và các tay đua sẽ tiếp tục trở lại Suzuka để chinh chiến tại chặng 4 ARRC 2019. Nếu thấy hay, các bạn nhớ like và share, cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Autoily để chúng tôi tiếp tục đưa đến quý vị các bạn những diễn biến tiếp theo của chặng 4 ARRC 2019. Xin chào và hẹn gặp lại!